Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Anh làm sao đấy? Ok lên mạng. Cái đứa này tính làm loạn gì ở đây đây? Có mật khẩu AWM này. Không còn gì nữa cả các bạn ơi. Ui. Team mình clear cả con này dẻo. Ghê vậy. Chỉ còn sai này. Không có cỏ mìn thôi. Lên bên trên nha. Bên trên mấy đứa vậy không biết nữa. Ok xong hả? Chắc mình qua tạm cái nấm đấy coi. Còn nấm ba củ này. Đó, ăn tạm luôn chứ sao phải ngại. Ok ok. Qua bên này coi. Nó lại hợp lý quá nhỉ. Sao anh không lượm mìn hả? Đơn giản anh không thích thôi. Anh không thích chơi mìn nha mấy đứa, bởi vì nó chật bắn lô lắm. Nếu anh em gài mìn thì toàn gài mấy chỗ cửa hòm sắt các thứ, mình không thích lắm. Thế là anh không có lượm mìn thôi. Anh lượm bom thì anh lượm, chứ mình không thích lượm. Thế này thì bây giờ lên cùng trời thôi. Tốt 1 nữa đi anh sĩ. Ok, cố tốt 1 nha các bạn nhé. Ra bài nhà cô. Đâu em đây anh qua này. Mà cái con cậu bé này tôi cảm giác nó chạy chậm hẳn. Ra bài có từ lúc nãy rồi không để ý đấy. Thế nhưng qua đây này, nhà gỗ cũng có ra bài đây này, anh có rồi. Ui. Hai giáp ba luôn. Ok. À, anh chơi trên điện thoại Xiaomi Black Shark 2 nha anh em. Em có một quả thêm ạ. Đây và bây giờ chúng ta sẽ lên trên phía cổng trời nha anh em. Để con nào anh em ơi. Ui. Chúng ta lượm thêm được có một cái đồng 3 nhá. Ui, 2 đồng 3 luôn, hợp lý. Đã xuống trận này hơi ít này. À thật ra thì mình cũng đang xài cả 3 lần 1, làm sao mà lượm được nhiều đồ. Đây và kẹo xin chúc tất cả anh em có một cái buổi tối xem live vui vẻ nhá. Xuống dưới đây coi anh em ạ. Đây đã đưa em đây rồi. Quan trọng là không có người thôi. Sai mày, anh nghe không rõ lắm. Bên dưới có địch hả? Đây á, đây. Chạy sao nổi. Ơ kìa. Nó chơi kiểu ngáo ngáo này. Nó nhảy qua bờ tường nhưng mà không thành công này. Bên ngoài có người nha. Ra ngoài mấy đứa ấy. Xong một keo nhá. Xong một keo nhá. Ok. Đấy có MP10 đây. Anh thì trận này chơi súng tỉa đi. À thôi chắc đổi qua MP5 chơi ngon hơn. Bởi vì team còn có 3 người mà anh em.
chơi ở tầm gần thì nó vẫn ok hơn nhá. Chứ súng bắn tỉa thì chủ yếu là mình bắn để hỗ trợ đồng đội thôi. Gần thì cứ chơi một P5 anh em ạ. Team 3 người chơi súng tiểu liên đi sẽ là hợp lý. Khu dân cư, người này, khu dân cư, ok này. Ok đây. Để xuống ngay. Khỏi đi xe, các bạn đi bộ đi. Ai thế rồi? Nó chạy này. Nó vào nhà gà nha mấy đứa ơi. Nhà gỗ 1-5 nhá. Nó lên tầng 2 rồi. Lên tầng 2 rồi này làm sao đấy. Lên tầng 2 rồi này làm sao đấy. Ok em, hay lắm. Phía sau nha. Knock luôn hả? Đúng rồi, lên bảng. Knock luôn thì lên bảng nhá. Không biết còn ai nữa không. À chơi tầng 2 còn người nha em ơi. Tầng 2 thấy có một đứa nhá. Anh không có mìn luôn. Quê, ở ngoài. Đậu xanh thằng nào ở ngoài nó xế này. Rồi ở trên luôn. Nó dựng bông keo đây em. Dựng bông keo này. Dựng bông keo này. Quên nữa hả? Ok hay lắm. Ở sau có một đứa nha em ơi, cẩn thận. Ok, quần báo cẩn thận. Xe nào vậy ta? Mình xem kiếm lấy MP40 này. Hợp lý. Thế này thì ok rồi nhé anh em. Tầng 2 này có người này. Đậu xem làm sao. Làm sao này. Làm sao này. Tầng 2 căn nhà bên kia nha anh em. Ngồi đây. Đi xuống, đi xuống. Chỗ này em ơi. Đang xuống ngay. Ở dưới đất hả. Hay ở đâu. Phía sau này á. Ok. Nóc nhà. Nóc nhà hướng 120 nha. Anh em cẩn thận. Nóng nhà 120 nha mấy đứa ơi. Cho em xin quả không kích mà. Ok, có 2 quả này. Đây, vứt cho quả này. À đây, này. Ôi đi, cẩn thận. Nó ngay trên nóng nhà đây em, hạ chưa? Chưa thấy rõ luôn cơ. Thì chắc kệ nó vậy, qua căn nhà bên này này. Đây, qua căn nhà biệt thự này cũng có một đứa này. Chừng kia kệ nó đi. Làm sao đấy, canh ai, chú canh ai, xong clear, bạn nó này, làm sao đấy, đây cứu, cái đậu xe bạn này, làm sao đấy, lên bả này, có đi, đã lên đem này, hạ nó, có đích này. Bọn này thi nhau lên cống mạng á hả? Tính móc à? Móc sao nổi? Anh nhìn thấy, anh nghe có tiếng chúng nó đang chạy lên mà. Thế thì móc làm sao được? Đạn súng trường mình lại ít quá ta. Sao mày? Máu hả? Bên này có 2 thứ máu này. Đấy, bên này có 2 thứ máu đây em. Nhanh xong còn chạy vào mò nữa. Chạy bò đi mấy đứa ơi. Vừa đợi qua cái khẩu ska cái sấy đã hẳn. Nhớ các bạn nhỉ. Chứ format thì kiểu bắn nó anh em phải nhấp nhấp. Ska thì anh em cứ thế mà sấy thôi. Không có ba lô cơ, có ba lô 2, không lượm được nhiều đồ. Thế nên là anh lượm có 3 túi máu thế hả? Chứ có ba lô ngon thì anh cũng lượm nhiều đồ rồi đấy. Thôi, vứt bớt đạn tử liên này. Hợp lý. Có nâng giáp hả?
Ok, đưa lên ra bố đi. Đi nào các bạn ơi. Top 1 nhanh nào á. Ok, anh sẽ cố top 1 nha. Các bạn đừng quên đó lại chia sẻ, live stream để ủng hộ cho Kẹo nhé. Hôm nay Ngoài nè, đứng ngoài thì nè. ốm lên giọng hơi khàn xíu. Ok. Thế rồi mày. Xé nó. Xé nó mày. Xé nó này. Ok, hay lắm. Phía sau. Đây này, có một đứa đây. Làm sao đấy? Hai đứa ở dưới nha mày. Còn hai đứa ở dưới này. Ơ. Nó cứ auto aim về bọn này. Đậu xe này làm sao? Nó cứ auto em vào cái thằng ít máu nhất. Mặc dù nãy đã quay chéo rồi. Chỗ này mày đứa ơi. Nó đang trong nhà này thôi em ạ. Chỗ này mày đứa ơi. Ok, clear. Vứt bớt đạn tiểu lia này hợp lý này. Lượm thêm một đạn súng trợ. Ok. Đi nào mấy đứa ơi, bơm máu đi. Anh có súng điện này. Nãy quên đấy. Có súng điện nhưng mà không có xài các bạn ơi. À có người, có team phía trước nha. 255 có một team nha em ơi. Hai đứa. Đậu xanh làm sao đấy. Nó một rồi này. Ê, hết một kèo rồi. Gấu béo này sợ cho nó bắn nha. 255 nha mấy đứa ơi. Ok. Để qua. Như nó vừa cho anh có bóng keo này. Đậu xanh chạy đi về. Đúng rồi, cứ chạy đi. Bo đã thu lại rồi hả? Chạy này. Mấy đứa này. Chạy sao được. Ok, clear. Bo bo đi em. Còn 5 thằng nữa thôi. Cố gắng làm sao có liên lạc 5 thằng nữa là top 1 rồi các bạn ơi. Năm thằng nữa thì hai team thôi, đơn giản. Chơi cẩn thận xíu là ok các bạn ạ. Mọi người thích chưa? Nó trong đấy em ạ. Ok, xong luôn. À, bao keo keo. 300 nha mọi người ơi. Ok. Một đứa phải nhảy xuống này. Nhảy xuống này. Hay lắm em ạ. Không còn đứa trên tầng nữa, anh nghĩ là còn đấy. Thấy bao keo ngay phía NVK chưa? Có người đây em ạ, anh nghĩ là còn một đứa nữa. Kiểu gì cũng còn. Để qua thôi. Đấy đúng rồi em ơi. Nó vừa lọt cái đầu ra em ơi. Nó sợ bọn kia nó chặn hả? Có lối khác lên không em? Hay là có mỗi lối này? Hình như có hai lối thì phải. Sự bọn kia chặn các kiểu này. Ok, xong luôn. Một thằng nữa chỗ nào ta? Ơ, nó có giảm thanh em ạ. Bắn chỗ nào vậy? À bên này. Hướng 105 nha. 105 này. Làm sao đấy, nó đang ngồi cắn trộm à? Ở đậu xanh thằng này. Nhà 105 đấy em ơi. Trên tầng. Nó cắn trộm luôn em ạ. Ủa sao đấy, từ từ đây. Đây cứu. Ơ từ từ. Xong luôn. Hợp lý, ăn mừng thôi. Yes, tuyệt vời. Ok, thế là gấu béo lại được top 1 nữa rồi anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.